Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang xem chương trình điểm tin Phật sự hàng ngày của kênh truyền hình Phật sự Online TV. Chương trình ngày hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2019 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp đón tân đại sứ Ấn Độ. Long An lễ bế giảng khóa an cư kiết hạ, Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Thành phố Hồ Chí Minh lễ cầu nguyện lắp đặt đỉnh tháp chùa Bát Bộ Phật Đài. Đài Loan, phái đoàn băng Hoàng Pháp Trung ương thăm cộng đồng người Việt nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Hà Nội, đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563 tại chùa Tăng Phúc. Bạc Liêu, hội từ thiện chùa Long Phước trao quà cho các em học sinh huyện Phước Long. Thưa quý vị, chiều nay, phái đoàn Đại sứ quán Ấn Độ do ông Pranay Verma, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Ấn Độ tại Việt Nam, đến trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, thăm và làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp phái đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương cùng Chư Tôn Đức Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ngài Prama Verma đã gửi lời chúc sức khỏe và tri ân sự tiếp đón nồng ấm của Hòa thượng Phó Chủ tịch và Chư Tôn Đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Ấn Độ đã có từ 2.000 năm trước. Ngài bày tỏ niềm tri ân về những đóng góp to lớn và hiệu quả của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, cá nhân Hòa thượng Chủ tịch nói riêng trong việc nâng tầm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. Bên cạnh đó, Ngài bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò then chốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc xây dựng nước Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, phát triển và hội nhập. Giáo hội đã đóng góp rất quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, giáo dục, đặc biệt là trong lĩnh vực an sinh xã hội. Ngài trân trọng việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019. Thay mặt lãnh đạo Trung ương, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ niềm hoan hỷ và gửi lời chúc an lành đến các thành viên trong đoàn. Hòa thượng khẳng định mối quan hệ giữa hai nước có cội rễ sâu xa vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Hoàng đế Ashoka là vị vua anh minh trong lịch sử Ấn Độ đã có công lớn đem Phật giáo đến với thế giới. Một trong 9 đoàn truyền giáo mà Hoàng đế Ashoka gửi ra nước ngoài đã đi bằng đường biển đến vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Qua đó, Phật giáo Việt Nam xem Ấn Độ là xứ Phật. Tăng ni Phật tử Việt Nam có nhiều đoàn hành hương, chiêm bái tạo nên quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác. Qua đó, phái đoàn cũng đã đến chùa Trấn Quốc thăm Hòa thượng trụ trì và cây Bồ đề mà Tổng thống Prasad của Ấn Độ vào năm 1958 cũng đã đến trồng tại chùa Trấn Quốc, đánh dấu bước ngoặt ngoại giao giữa hai nước. Hôm nay, tại chùa Thiên Châu, thành phố Tân An, tỉnh Long An đã long trọng diễn ra lễ tổng bế giảng khóa an cư kiết hạ tỉnh Long An và đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quang Lâm chứng minh tham dự. Tham dự buổi lễ còn có Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Hòa thượng Thích Huệ Hồng, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Chư Tôn Đức ban Thường trực ban Trị sự tỉnh, Chư Tôn Đức tăng ni hành giả an cư, các cấp chính quyền và đông đảo Phật tử tham dự. Đại Đức Thích Lệ Duyên, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, báo cáo khái quát kết quả tu học của 3 tháng an cư kiết hạ. Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức 10 điểm an cư kiết hạ cho hơn 1.000 chư hành giả an cư. Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo và Ban Hoằng pháp phối hợp lên chương trình và chịu trách nhiệm trong việc thỉnh giảng sư và thuyết trình viên báo cáo các chuyên đề có liên quan tại các điểm an cư kiết hạ, đồng thời thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng kinh sám hối, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành và Bồ Tát mỗi tháng 2 lần. Tiếp đó là nghi thức dân hoa cúng dường Chư Tôn Đức và nghi thức cài hoa hồng nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh. Đây là nghi lễ bày tỏ lòng thành kính của hàng Phật tử đối với Chư Tôn Đức tăng ni cũng như của con cái đối với cha mẹ. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã tặng bằng tán dương công đức cho Ban chức sự 10 hạ trường nhằm để ghi nhận công đức trong việc điều hành và tạo điều kiện thuận lợi cho hành giả an tâm tu học, đồng thời tặng giấy khen và những phần quà cho chư hành giả xuất sắc trong việc tu học. Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện,
thay mặt ban tổ chức đã tri ân chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dành thời gian quý báu trở về tham dự buổi lễ, đồng thời tri ân các cấp chính quyền lãnh đạo đã quan tâm sâu sắc và hỗ trợ tận tình cho ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An tổ chức thành công khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Sau đó, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An thành kính đảnh lễ khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng trưởng thêm một hạ lạc cao quý là những bậc long tượng chốn thiền môn để tăng ni Phật tử nương tựa. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đảm tán thán công đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, đứng đầu là Hòa thượng Thích Minh Thiện, đã tổ chức thành công khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Chư Hải Tịnh Đại Sư đã nói, an cư chính pháp Phật truyền, bốn chúng tu hành kết thiện duyên, phước trí trang nghiêm tròn hạ lạp, cùng nhau vân giữ mối đạo thiền. Thật vậy, hàng năm cứ mỗi độ hè về, sen hồng đua nở là báo hiệu mùa an cư kiết hạ cho tăng ni trong toàn quốc nói chung và tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An nói riêng. Thực hiện tinh thần thông bạch 70 ngày 14 tháng 2 2019 của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An đã tổ chức 10 điểm an cư tập trung cho tăng ni và đã tổng khai hạ vào ngày 25 tháng 4 2019. Trải qua 3 tháng an cư kiết hạ tu học, quý vị đã nỗ lực tinh tấn tu hành. Và đồng thời theo thông tư của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã nói về ý nghĩa Du Lan, hướng dẫn Ban Trị sự tổ chức lễ Du Lan báo hiếu để đền đáp bốn ơn: ơn cha mẹ, ơn tám bảo, ơn tổ quốc đồng bào và ơn thập loại chúng sanh. Trung ương Giáo hội xin tán thán và trân trọng công đức này và nguyện rằng cái tinh thần hiếu đạo của chúng ta luôn luôn là mãi mãi bất quy. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị một lòng kính lại Phật Đà, cho con mãi được ở nhà Như Lai, từ bi thương khắp muôn loài, hành trang nhẫn nhục ra tay độ đời, tâm không cảnh tịch thảnh thơi, niết bàn an lạc, dạo chơi, tháng ngày. Kính chúc cả quý vị thành tựu được ý nguyện như thế. Hòa thượng đã nhắc nhở đến chư hành giả về năm công đức tu học của mùa an cư kiết hạ, đó là thành tựu được sáu pháp hòa kính, nghe được những điều chưa nghe, thành tựu được giới định tuệ và hạ lạp viên mãn. Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2019, chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm thực hiện lễ cầu nguyện lắp đỉnh bảo tháp tại chánh điện chùa Bát Bổ Phật Đài ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Quang Lâm chứng minh tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Kiến thiết Bát Bửu Phật Đài cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức tăng ni Phật giáo các quận, huyện, tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa. Tại khóa lễ, sau khi niệm hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Trí Quảng đã cử hành nghi thức sái tịnh đỉnh đồng và đồng cầu nguyện việc lắp đặt được an toàn thành tựu. Sau đó, các chuyên gia kỹ thuật đã dùng cần cẩu đưa đỉnh tháp đồng chạm vị trí được định sẵn trên đỉnh ngôi chánh điện chùa Bát Bửu Phật Đài. Đỉnh tháp tại Bát Bửu Phật Đài được đúc bằng đồng nguyên khối, có tổng chiều cao 8 mét và nặng gần 4 tấn. Với 9 vòng tròn là biểu tượng của 9 bánh xe chuyển pháp luân, đầu tròn trên đỉnh tháp là biểu tượng tích trượng của Đức Phật, hình 4 cánh xòe ra 4 hướng, tượng trưng cho 4 tia lửa đi ra 4 hướng. Buổi lễ đã thành tựu viên mãn trong sự trang nghiêm thanh tịnh và nhất tâm cầu nguyện của toàn thể chư tôn thiền đức, tăng ni và Phật tử. Được biết, công trình Bát Bửu Phật Đài được khởi công tái thiết vào tháng 3 năm 2017. Hòa thượng Thích Trí Quảng làm trưởng ban kiến thiết, tổng kinh phí xây dựng dự toán khoảng hơn 50 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm thi công, với đội ngũ công nhân làm việc không ngừng nghỉ và sự đóng góp tịnh tài tịnh vật của quý thiện nam tín nữ xa gần, ngôi chánh điện đã dần hoàn thiện. Sau khi hoàn thành, chùa Bát Bửu Phật Đài cùng Học viện Phật giáo Việt Nam Hồ Chí Minh sẽ là một trung tâm văn hóa giáo dục Phật giáo lớn nhất khu vực miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.
Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 7 năm 2019, tại chùa Huệ Chiếu, Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và trình dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019. Quang Lâm chứng minh hội nghị có Hòa Thượng Thích Quảng Xả, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, Đại Đức Thích Vạn Nhơn, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Nhuận Thông, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni, các thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, cùng trụ trì các tự viện, đại diện các ban và phân ban trực thuộc đồng về tham dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa Thượng Thích Quảng Xả nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Phật sự và nêu lên sức mạnh đại đoàn kết, vai trò của mỗi thành viên trong công tác xây dựng và phát triển Phật giáo tại tỉnh nhà và khu vực Tây Nguyên. Tiếp đến, Đại Đức Thích Vạn Nhơn, Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đã báo cáo và trình dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019. Tại hội nghị, chư tôn đức tăng ni phát biểu đóng góp ý kiến cho phương hướng hoạt động của Phật sự 6 tháng cuối năm 2019. Chư tăng ni đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hỗ trợ thêm cho những huyện, thị đang gặp khó khăn về nhân sự trong việc thành lập Ban trị sự Phật giáo. Đối với các tự viện chưa có trụ trì, cần sớm bổ nhiệm để có người hướng dẫn Phật tử tu học. Cuối hội nghị, Hòa Thượng Thích Quảng Xả đúc kết và ghi nhận nỗ lực của chư tăng ni Phật tử, đồng thời nhắc nhở chư tôn đức tăng ni Phật tử cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt các Phật sự đề ra trong bản phương hướng hoạt động các tháng cuối năm. Nhận lời mời của Hiệp hội Giao lưu Phật giáo Đài Việt do Sư Cô Thích Nữ Thuần Tịnh, Chủ tịch Hội và Chùa Việt Nam tại Đài Loan do Sư Cô Thích Nữ Tâm Thanh trụ trì, Phái đoàn Băng Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang có chuyến thăm và hoằng pháp tại Đài Loan. Phái đoàn gồm có Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Huệ Phước, Phó Ban Hoàng Pháp Trung ương kiêm Trưởng Phân Ban Hoàng Pháp Hải Ngoại, Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, Ủy viên Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Đức Thích Hồng Nghĩa, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ni Sư Thích Nữ Minh Đạt, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng chư tôn đức Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chiều ngày 2 tháng 8 năm 2019, phái đoàn đã đến sân bay quốc tế Đào Viên, thành phố Đài Bắc, Đài Loan với sự đón tiếp nồng hậu của chư tôn đức tăng ni và quý kiều bào Phật tử đang tu tập sinh sống và học tập tại đây. Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2019, Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2563 được diễn ra trang nghiêm trọng thể tại công viên Tân Trang, tỉnh Đài Bắc. Phát biểu khai mạc, Sư Cô Thích Nữ Tâm Thanh, trụ trì Chùa Việt Nam tại Đài Loan, đã thể hiện tâm thành kính tri ân đến chư tôn đức trong Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thân lâm chứng minh tham dự và cầu nguyện cho cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Sư Cô trưởng ban tổ chức đã nêu lên những thuận lợi cũng như những khó khăn trong công tác hoằng pháp tại Đài Loan. Đạo từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đã có lời tán thán động viên quý sư cô cũng như cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Đài Loan. Hòa Thượng cũng chia sẻ những thông tin về Phật sự tại quê hương, vai trò và vị trí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong trường quốc tế. Dịp này, Hòa Thượng giảng giải ý nghĩa Vu Lan và chia sẻ những câu chuyện hiếu đạo giúp các Phật tử thấm thía sâu sắc hơn những ân nặng trong cuộc đời, đó là ân quốc gia, ân thầy tổ, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Chiều cùng ngày đã diễn ra đại lễ trai đàn trần tế. Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan đã khép lại trong sự hân hoan của toàn thể cộng đồng Phật tử Việt Kiều. Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2019, tại chùa Tăng Phúc, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Đức Thường, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thường Tín, Sư cô Thích Đồng Hòa, Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tăng Phúc, Trưởng ban tổ chức đại lễ cùng chư tôn đức tăng ni Trường Hạ Bồ Đề, chư tôn đức trụ trì các tự viện trong địa bàn thành phố Hà Nội, quý vị lãnh đạo các cơ quan chức năng và các khóa sinh tham dự khóa tu gieo duyên lần 2 tại chùa Tăng Phúc. Phát biểu khai mạc,
Sư cô trụ trì Thích Đồng Hòa nhấn mạnh, mùa Vu Lan là một trong những mùa lễ hội thiêng liêng cao quý của Phật giáo, nhằm tiếp nối truyền thống tri ân, báo ân của người con Phật. Vào dịp này, chúng ta cần phải tổ chức những buổi pháp thoại và làm công đức lành để hồi hướng cầu nguyện đến cha mẹ hiện tiền, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời cầu siêu cho cha mẹ đã quá vãng và lục thân trong quá khứ. Cũng không quên cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc để chúng ta có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, an vui ngày hôm nay. Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thường đã tán thán công đức của sư cô trụ trì Thích Đồng Hòa vì một lòng với đạo pháp, dân tộc mà tổ chức ra nhiều khóa tu ý nghĩa trong suốt những năm qua. Đặc biệt, mùa Vu Lan năm nay, sư cô đã tổ chức khóa tu gieo duyên cho các em nhỏ, giúp các em học hỏi được những điều tốt đẹp của giáo lý Phật Đà, làm hành trang để tương lai trở thành một người công dân tốt, có ích cho xã hội, sống cuộc sống thiện lành. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp và tràn đầy đạo vị. Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2019, chùa Linh Chưởng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563, dương lịch 2019 và dân pháp y Ca Sa. Quang Lâm chứng minh tham dự các sự hiện diện của Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội cùng chư tôn đức tăng ni Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3. Chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử. Mùa Vu Lan là dịp để Phật tử ôn lại tâm hành hiếu, tu tạo phước điền, hướng về thầy tổ, ông bà, cha mẹ. Với tinh thần ấy, đại diện Phật tử chùa Linh Chưởng đã thành kính dâng lên lời tác bạch cúng dường pháp y Ca Sa đến chư tôn đức tăng ni và thực hiện nghi thức cài hoa hồng. Đại diện các em thanh thiếu nhi Phật tử đã dâng lên những bông hoa tươi thắm cúng dường trên 10 phương tam bảo và hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã tán thán tinh thần hiếu đạo của ni trưởng Thích Nữ Như Dụng, viện chủ chùa Linh Chưởng. Chư tôn đức ni cùng Phật tử đã thực hiện đúng tinh thần của người con Phật, báo đáp tứ trọng ân. Đây là dịp để mỗi người thực hành và các sâu hạnh nguyện báo hiếu với ông bà cha mẹ hiện tiền và cụ huyền thất tổ trong nhiều đời nhiều kiếp, đồng thời tưởng nhớ, tri ân các anh hùng dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp dựng nước và dựng nước. Hòa trong không khí tri ân, báo ân đang lan tỏa trên khắp mọi miền, ngày 2 tháng 8 năm 2019, tại các tỉnh Bình Định, Tây Ninh, Cà Mau đều đồng loạt diễn ra lễ Vu Lan báo hiếu dâng y Ca Sa. Cụ thể, tại Bình Định, tỉnh xã Ngọc Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đã diễn ra lễ Vu Lan báo hiếu dâng y Ca Sa và từ vật dụng đến tăng đoàn. Tại Tây Ninh, sư cô Thích Nữ Ngọc Liên, trụ trì tỉnh xã Ngọc Lê, Suối Dây, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu và dâng pháp y Ca Sa. Ở Cà Mau, niệm Phật đường Hưng Phước, xã Lý Văn Lâm do sư cô Thích Nữ Diệu Tánh, ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau, trụ trì kiêm giám đốc trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hưng Phước, đã cùng bổn đạo Phật tử long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, cài hoa hồng và dâng cúng y Ca Sa. Buổi lễ được các nơi tổ chức trang nghiêm, trọng thể và thành kính, trong không khí hòa hợp thanh tịnh, mỗi Phật tử tự nhắc nhở mình đối với cha mẹ, với ông bà tổ tiên phải làm tròn hạnh hiếu. Thưa quý vị, ngày hôm qua, chùa Giác Lâm tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan với chủ đề tri ân và báo hiếu. Chứng minh và tham dự đại lễ có Hòa thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng chứng minh, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, viện chủ chùa Giác Lâm, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Thành, Ủy viên Ban nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức tăng ni thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, huyện Tân Hiệp, chư tôn đức tăng ni trụ trì và đông đảo Phật tử các tòng lâm tự viện trong tỉnh, cùng đại diện các cơ quan chính quyền các cấp và địa phương. Sau nghi thức dân hoa cúng dường của các Phật tử, trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, toàn thể chư tôn đức tăng ni cùng các Phật tử đã lắng lòng thanh tịnh, nghe bài cảm niệm mùa Vu Lan của đại diện Phật tử chùa Giác Lâm. Với ý nghĩa thiêng liêng đó, chư tôn đức tăng ni và Phật tử đã thực hiện nghi thức cài hoa hồng nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đạo tràng lắng nghe lời đạo từ của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn giảng giải về ý nghĩa của lễ Vu Lan báo hiếu cũng như công đức dân y Ca Sa. Tất cả đều nhằm mục đích hướng thiện cho con người, nêu cao công ơn dưỡng dục của cha và mẹ, đề cao tinh thần hiếu hạnh theo lời Đức Phật dạy.
Kết thúc buổi lễ, các Phật tử thành tâm cúng dường trai tăng gieo duyên, hộ trì tam bảo và cũng tạo thêm nhiều công đức phước báo để hồi hướng đến cha mẹ, cho người thân và cho tất cả chúng sanh. Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 8 tháng 7 năm Kỷ Hợi, Chùa Từ Huệ tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan dưới sự chủ trì của Ni sư Thích Nữ Như Uyên, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thư ký Ban Kinh tế Tài chính Phật giáo tỉnh Bến Tre, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, trụ trì Chùa Từ Huệ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Quang Lâm và chứng minh có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Nhật Tấn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre. Hòa Thượng Thích Lệ Linh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Hòa Thượng Thích Lệ Đức, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Đại Đức Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Chánh Thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni trụ trì các từ viện và hơn 200 Phật tử xa gần về tham dự. Kể từ khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, lễ Vu Lan thường được diễn ra vào tháng 7 âm lịch hàng năm và trở thành ngày truyền thống mang đậm nét nhân văn, tri ân, báo ân trong triết lý nhà Phật. Ngày nay, lễ Vu Lan không còn đơn thuần có ý nghĩa riêng đối với một tôn giáo, mà đã trở thành lễ hội văn hóa tình người của dân tộc Việt Nam. Tại buổi lễ, Phật tử Diệu Xuân đại diện cho hàng Phật tử thành kính dâng lời tắc bạch cúng dường phẩm vật lên chư tôn đức tăng ni hiện tiền. Đáp lại lời tắc bạch cúng dường, Hòa Thượng Thích Lệ Đức, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, có đôi lời ban đạo từ đến toàn thể hàng Phật tử trong ngày lễ Vu Lan. Được biết, sau lễ Vu Lan báo hiếu kết thúc, buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra nghi thức lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu do Ban nghi lễ Phật tỉnh Bến Tre thực hiện với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thanh Mẫn, Ủy viên Ban trị sự, Trưởng Ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Bến Tre. Chiều ngày 2 tháng 8 năm 2019, Ni sư Trí Liên, tiến sĩ tâm lý học, hậu tiến sĩ Phật học, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, giảng sư hệ phái Khất sĩ đã hoan hỷ chia sẻ phần giáo lý căn bản qua bài kinh Tứ Diệu Đế cho khóa sinh khóa bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 5 được tổ chức tại Tổ đình Ngọc Phương, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ni sư chia sẻ, Tứ Diệu Đế là bài kinh căn bản mà tất cả mọi người ai cũng biết để mà tu tập. Bài kinh nói lên pháp môn giới định tuệ, tu tập để đưa đến sự đoạn tận khổ đau, đem đến an lạc và giải thoát. Trên con đường tu tập, dù mỗi người chọn pháp môn nào đi chăng nữa, cuối cùng ai rồi cũng phải quay về với con đường giới định tuệ. Kết thúc bài giảng, Ni sư chúc toàn thể đại chúng luôn luôn sức khỏe dồi dào, luôn luôn sống trong giới định tuệ để được an lạc và giải thoát. Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2019, tại chùa Trúc Mai, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, do sư cô Thích Nữ Tâm An làm trụ trì, đã có buổi tiếp đoàn y bác sĩ thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh đến khám bệnh miễn phí và phát quà cho người nghèo. Tiếp đón đoàn, về phía đại diện chính quyền địa phương có ông Giang Sifa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện U Minh Thượng, ông Nguyễn Lê Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, cùng đông đảo bà con đến thăm khám. Mặc dù trong thời gian ngắn, nhưng đoàn y bác sĩ đã bố trí thăm khám nhiều chuyên khoa cho người dân từ răng hàm mặt, tai, mũi, họng, da liễu, siêu âm và cấp phát thuốc theo chuẩn đoán. Dịp này, Thượng tọa Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sơn An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và quý Phật tử đã phát tâm tặng 50 suất quà cho người tàn tật, người già neo đơn. Chiều cùng ngày, đoàn cũng dành thời gian đến trường tiểu học Hòa Chánh 2, huyện U Minh Thượng để tiếp tục phát hơn 100 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học. Việc làm từ thiện là một phần không thể thiếu của người con Phật, thể hiện tinh thần hiếu đạo đúng với tinh thần từ bi và lời dạy của Đức Thế Tôn. Sau cùng là lời cảm tạ và trao bằng công đức của chư tôn đức tăng ni đến với chính quyền địa phương và đoàn y bác sĩ, các nhà hảo tâm gần xa đã chung lòng góp sức trong chuyến thiện nguyện nơi đây. Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2019, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cư Mơ Ga, Hội chữ thập đỏ huyện, Hội bảo trợ trẻ em và người tàn tật huyện, chính quyền xã Cư Mơ Ga đã làm lễ khởi công xây dựng căn nhà tình thương cho hộ Phật tử Iremaun, người Ed tại Buôn Cháp, xã Cư Mơ Ga. Kinh phí xây dựng căn nhà dự kiến trên 100 triệu đồng. Tham dự buổi lễ có Đại Đức Thích Minh Đăng, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Cư Mơ Ga, Đại Đức Thích Đạo Quang, Phó Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện, cùng đại diện chính quyền huyện, xã và quý Phật tử hảo tâm đồng đến tham dự. Chương trình xây nhà tình thương cho Phật tử người dân tộc và đồng bào nghèo đã được Phật giáo huyện Cư Mơ Ga phát động từ nhiều năm qua, đã có một số căn nhà hoàn tất và đi vào sinh hoạt đời sống. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, mang lại niềm vui cho bà con, vượt qua bao cảnh đời khốn khó, có niềm tin và vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị, nhằm chia sẻ khó khăn và khích lệ tinh thần cho các em học sinh trước thềm năm học mới, sáng ngày 3 tháng 8 năm 2019, Hội Từ Thiện Chùa Long Phước, phường 5, thành phố Bạc Liêu do Thượng tọa Thích Giác Nghi làm hội trưởng đã tổ chức trao quà cho các em học sinh huyện Phước Long. Tham dự buổi trao quà có sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Kiến và Đại Đức Thích Thiện Hiển, đại diện Hội Từ Thiện Chùa Long Phước cùng các thành viên trong đoàn. Về phía nhà trường có ông Lê Hoàng Sao, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học C, xã Vĩnh Phú Tây. Các thầy cô giáo cùng các em học sinh khó khăn và đông đảo người dân trên địa bàn. Tại đây, Đại Đức Thích Minh Kiến ân cần động viên các em học sinh cố gắng học tập, hy vọng những phần quà tuy nhỏ nhưng sẽ là động lực tinh thần để các em học sinh phấn đấu. Được biết, đoàn đã trao 150 xuất quà cho các em học sinh khó khăn tại trường tiểu học C, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Mỗi phần quà gồm 10 ký gạo và 10 quyển tập. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Điểm Tin Hàng Ngày của Phật Sự Online TV xin được kết thúc tại đây. Kính chúc Chư Tôn Đức cùng quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.